Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã dẫn đầu đoàn tham tán thương mại đến báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang những kết quả đạt được của hội nghị tham tán thương mại cũng như kết quả hoạt động của các thương vụ năm 2017, định hướng năm 2018 và những năm tiếp theo. Báo cáo với Chủ tịch nước về hoạt động của hội nghị tham tán thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức 22 hoạt động trong toàn bộ chuỗi sự kiện của hội nghị tham tán 2018 tại các diễn đàn các tham tán đã tiếp cận vấn đề và có những ý nghĩa một cách trực diện đề cập thẳng đến những vấn đề nóng tại các thị trường sở tại hoặc quá trình trao đổi phối hợp giữa thương vụ với các cơ quan chức năng thương vụ với thương vụ các địa phương bộ ngành cũng đã có những yêu cầu hỏi đáp một cách cởi mở cùng các tham tán thương mại tạo sự tương tác rất hiệu quả Hội nghị năm 2018 đã góp phần to lớn trong việc nâng cao nhận thức cho các tham tán trong bối cảnh mới. Với những yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ của thương vụ phải chủ động, tích cực và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Do vậy, kế hoạch hành động của tham tán sẽ được cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tiễn. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự nỗ lực của các tham tán thương mại trong việc đưa hàng hóa của Việt Nam vào chuỗi phân phối quốc tế, bảo vệ nâng cao thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế cùng với các cơ quan trong nước tổ chức các hội nghị, hội thảo, các đoàn xúc tiến thương mại với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trước những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, chủ tịch nước đề nghị ngành công thương nói chung, các tham tán nói riêng phải chủ động sáng tạo và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao, nắm vững phương châm lấy thành công của doanh nghiệp hàng hóa Việt Nam làm kim chỉ nam hành động. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường, làm tốt công tác tham mưu để có những chính sách phù hợp, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.